Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony Phong. Toàn bộ những cái khu vực này là các bạn cũng đã phát cỏ xong. Hôm nay là các bạn phải dùng cuốc để dẫy. Chỗ này là cỏ thấp, mà cái cỏ này nó cũng mới mọc lên. Hôm nay các bạn bắt đầu là dẫy cả gốc. Những cỏ thấp này các bạn lại phải dẫy bằng cuốc. Đợt này là dẫy cuốc xong là cỏ sẽ vại đi, không có nhiều cỏ như ngày xưa nữa. Nếu mà sau này cỏ có mọc thì các bạn ấy phát qua là nó sẽ chết thôi. Đây là những cái gốc cỏ. Bây giờ là bạn này phải cắt đi một lần. Trước là cỏ nó cao khoảng ngập đầu người. Bây giờ là các bạn ấy đã phát đi xong rồi. Xong rồi bây giờ nó lại lên loạt cỏ mới. Lên loạt này là các bạn ấy cuốc cả gốc lên thì nó sẽ hết. Đây là những thành quả mà những gốc cỏ. Sau khi là các bạn ấy cuốc nó lên thì nó sẽ chật cả gốc như vậy, cỏ sẽ chết. Ở đây thì rất là nhiều cỏ. Sau khi dẫy cỏ xong như này mình sẽ để cho cỏ nó tự mục thôi. Còn những cái cây cành to là nó sẽ không mục được, là các bạn sẽ phải đốt đi. Có rất là nhiều những gốc cỏ mà nó to. Còn là những cái cây cỏ mà nó chỉ được cụp mục, bây giờ các bạn ấy lật lại một lần nữa rất là khó. Có gốc cỏ rất là to. Bây giờ mình sẽ đi dịch lên khu trên này. Nếu là bạn ấy đang rũa cái mắt kia cho hạ thấp xuống. Giá bài số mùi tù rồi. Bóng mùi tù. Assim já tá bom. Aqui baixou muito. Vem aqui. Vem. Muito assim cavalo. Ei, ó. Essa quando lá. Xin chào tất cả các bạn, tên tôi là Leo. Estamos aqui com Dorivaldo. Xin chào các bạn, tên tôi là Dorivaldo. Ok, estamos aqui com Dorivaldo, abaixado a corrente da motosserra e depois vamos afiar e vamos começar a cortar os paus. Sáng nay mình khi mà mình về ăn cơm trưa ở nhà, mình quay trở lại đây thì mình mua cho các bạn một cái rũa, một cái rũa chữ V mà một cái rũa tròn. Nếu bài sa mui tùa sinh như về bông về kì vô sẽ để sa sinh để sinh bài sa sinh bông à sinh ra cà va bông ăn cái mùi tù về wow đẹp với cà va mắc là cô khen tí ni cô nô bạn ấy mà rũa lại sâu xuống là sau này mà nó khi mà nó vập vào cái thân cái gỗ nhiều là cái này nó sẽ bị đơ rồi. Máy nó sẽ đơ, nó giật đứt xích. Từ sáng giờ là các bạn ấy cưa được 3 cây xoài. Cây xoài đoạn nó thẳng thì là mình sẽ làm cái cột trống. Còn những cái đoạn nào mà nó cong queo quá, cái gốc nó to mà nó ngắn quá thì không sử dụng vào việc gì, mình cắt ngắn để các bạn ấy đốt than và làm củi. Đây là những đoạn mà các bạn đã chia khúc ra rồi. Thành quả sáng nay bạn ấy cưa. Cưa những cái khúc gỗ nó ngắn như này, cái đoạn này nó cong quá nó không sử dụng vào việc gì, các bạn làm củi. Còn chỗ này là các bạn nó đang dọn, là cũng dọn rất sạch, dọn dẹp hết cái khu này đi, xong nó để thành những cái đống như trước mặt mình kia, để thành đống như vậy cũng một thời gian nữa sau này thì mới đốt. Còn những cái thân cọ dừa này là bạn ấy đang chặt cho nó gọn vào, xong rồi nó chớ ra cái gốc kia thì các bạn nó sẽ cắt đổ đi. Đây, bạn Esteval. Esteval Cavan, quem tá lá, gente fina Estevan. Các bạn ấy mỗi người một góc. Tá bom? Obrigado, Tony Phong. Còn góc phần bên này là bụi tre. Cây da này là mình cũng đã nói hôm qua rồi, cái cây da này mình sẽ hạ xuống thì mình những cây nhỏ kia mình sẽ trồng lại, trồng ở rìa giáp danh nhà hàng xóm, làm hàng rào luôn. Mình sẽ trồng dày để làm hàng rào. Còn khu trên này cỏ bắt đầu mọc, các bạn ấy chưa cả kịp mà làm. Đây là những cái đống củi mà các bạn ấy đã chất lên, những cái đống củi đống lá. Những cái này là có gai này, các bạn ấy không đun này. Còn ở trên này là các bạn ấy vẫn đang cúc đất để đắp và đập. vẫn ba người. Các bạn ấy ba người đắp, các bạn ấy chuyên về đắp đập. Cuốc xong cái hố, cuốc cái hố xong rất là vuông này, rất đẹp. Dưới xuống dưới sâu sâu là dưới này là đã có đá đấy các bạn ạ. Còn ở trên này là cái đất ngày xưa là các bạn ấy đốt củi ở đây, đốt củi để làm than, nên là nó có cái đất màu đen như vậy. Từ ngày mà mình sửa cái re rùa thì các bạn làm việc cũng rất là tiện, không phải dùng cáng. Cáng thì các bạn ấy số người sẽ mất nhiều hơn. Bạn này mới vào nhưng mà sử dụng xe rùa là cũng đã thành thạo rồi. Ngày hôm nay là bà đập là được nâng lên rất là nhiều. Maxi, Maxi đang tắm ở dưới hồ. Xin aumenta mai la. Ok. Así después aumenta mai de pau aquí. Explica pau así no to bom. Esse pica-pau eu sou uma sozinho, não tô bom. Aumentar mais fora aqui. Aqui já tá bom, tá bom. Assim bom. Tá bom? Porque tem uma parte curva. Ah, essa curva aqui? Esse já tá bom. Sim, essa aqui é para concentrar essa aqui? Sim. Agora vamos tapar assim com a terra. Sim. Vai ficar dura. Vamos sim. Tapar. Sim, sim. Vai ficar bom. Sim. Ok. Mình đang nói chuyện với các bạn là các bạn đang đóng một cái cọc ở trên kia thì nó sẽ được không được lâu dài, tại vì cọc rất là nhỏ. Mình đang bảo các bạn đóng thêm cọc nữa thì, mặt bên này các bạn đã để một cái thân gỗ nó đã cong như thế này rồi, là nó đã khóa một cái cây gỗ vào rồi thì không thể triệt được. Còn phần trên này các bạn lấp đất vào là nó giằng vào, nó như kiểu là mình đã đóng cọc sâu khoảng tầm 1 mét. Mặt bên này cao như vậy mà các bạn ấy cũng đã nâng được thêm một cái cây, thân cây gỗ to nữa rồi. Còn là hai cái cọc to như vậy thế này, ngày xưa mình chôn như vậy, nhìn cái cọc nó rất là cao, nhưng mà sau khi mà các bạn lấp đất xong là cái cọc này đang ở dưới mặt đất khoảng tầm 1,5 mét. Nên là cái cọc này nó đã rất là thấp. Còn ở bên kia thì hơi cao nhỉnh một tí. Cháu Maxi vẫn đang bơi. Nước đây rất là sâu rồi. Cháu Maxi bơi rất là giỏi. Cansado para. Còn ở phần trước mặt mình chỗ này thì sau này các bạn ấy sẽ lấp đất thêm một chút nữa, tạo thành một cái bờ ở đây để đi lại. Sau về mùa mưa đất nó sẽ không bị ẩm, để đi vào trong cái bờ đập này. Nhìn hôm nay bờ đập nhìn đã rất là khác rồi, rất là đẹp. Chỗ bên này các bạn ấy cho những cái cây gỗ vào. Nhìn bây giờ cái bờ rất là thẳng. Bay nha, bay nha. Còn mặt bên bờ đập bên này các bạn dọn rất là sạch. Chỗ Maxi tắm. Đấy mua đã buổi. Chỗ Maxi đang ngụp dưới kia rồi. À biết đùa à? Cái cọc gỗ này là mình đang để góc này là cái mốc, là các bạn ấy phải lấp cao bằng như vậy. Ở mặt bên này các bạn ấy dọn đi dọn lại 2-3 lần rồi. Nhưng ngày hôm qua đã dọn một lần, mấy hôm trước nữa cũng đã phạt cỏ một lần. Còn hôm nay lại quay trở lại dọn lại một lần nữa. Mà nó vẫn chưa sạch lắm. Còn mình đã bảo các bạn nó sẽ cất củi ở góc này thì nó cũng đã gần, sau này nó sẽ gần cái bếp của các bạn ấy nấu nướng, nấu ăn ở đây, ở gần đây rồi. Thì những cái đống củi này sẽ xếp ở đây, tại vì là sau này toàn bộ là cái những cây to kia cắt ra không biết sử dụng vào việc gì thì mình cũng đã chuyển về để làm củi, thì sẽ cất gọn vào góc bên này. Góc bên này là cái phần mà cất củi, sau này là ở gần nhà. Mà khoảng cách giữa nhà ở với cái đống củi này cũng khá là xa, sau này tránh hiện tượng là chuột nó ở gần nhà. Cái này liệu có làm cầu được không? Đúng điểm đẹp đấy. Xe Honda đánh bay sù pe mau pe gai bông. Ovi cô mù. Gót tay. Pensa vakai daki. Y tông nhá. Vai là đuôi kotak tururam để pomerai. Để pawai á. Kota bang depo vota turula duki. Ya. Amia kotak kaiwo turu. Ok. Khi đổ xuống thì bạn nêu là bạn cũng đã cắt được một phần nào rồi, còn sáng mai thì các bạn sẽ cắt ngắn tiếp tục và để gọn vào một đống. Cái này thì cái ngọn của nó sẽ làm củi đun. Còn các bạn sắm suối giờ này các bạn sẽ nghỉ, cũng đã muộn rồi. Còn một cây gỗ kia thì các bạn ấy, cây gỗ dài sẽ vận chuyển về kia để sau này sẽ làm mái nhà, là xây dựng cột. Tôi pet solo cuenta. Ahí por ahí. Nadu, 2 peso, nadu, 2 peso. Cái gỗ này, cái lõi của nó có một cái màu đen. Có vẻ cái gỗ này rất là chắc. Mình sẽ sử dụng để làm nhà. Agora, son de bue. Pura de samanya, amia de manya viki cargar primeiro porque de manhã peso bem forte. Gente, acaba. Tentam lá Dorivaldo. Terminamos o trabalho. OK. Gente, acaba. Tentam lá Esteban. Bye bye. Hôm nay video của mình đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.